Quý vị nên nhớ một điều nha, khi mà lên đây việc nói nó lưu truyền tới 2-3 nghìn năm á, thì những cái này nó vẫn còn dính trên này luôn á. Những cái nickname mà những cái người mà chửi kiệt hay này nọ đó, sau này á nhân loại sẽ truy cứu lại tới nguồn gốc thật sự luôn, và đem người đó lên trên mạng để mà hỏi lại. Đừng có nghĩ là nó sẽ không xảy ra, nó sẽ xảy ra thiệt đó. Tại vì những cái lời Kiệt nói nó lưu truyền hàng nghìn năm sau, rất là quan trọng. Kiệt không có phải là hù quý vị đâu, nó là thiệt. Thì những cái nickname này nó cũng phải đi từ một cái máy nào, đúng không? Rồi ai làm gì thì những cái nhà siêu sau này ấy, họ sẽ truy cứu lại hết. Những người nào làm gì ấy, tất cả sẽ lòi ra hết trên ánh sáng đó. Thì muốn nói gì cẩn thận đó nha, đừng nói gì không có nói trước. Bây giờ tất cả những cái người mà ngày xưa đó là ủng hộ ông Biden, thì những cái phe gọi là phe dân chủ mà cực đoan á, thì những người đó bây giờ quay lưng lại hết. Hiện bây giờ phần mà muốn không làm tổng thống chỉ còn có 20-30% mà, rất là thấp. Ai cũng muốn ông Trump quay trở lại thì bao nhiêu đó thôi. Thì quý vị chứng minh lời Kiệt nói từ đầu không ai dám nói, và đồng thời cũng không có ai nói tất cả những cái ác trên thế gian sẽ đi vào quá khứ dị dạng để chừa lại một cái thế giới gọi là nhân ái thanh bình. Đó là Kiệt nói, mà nó đi là đi một lượt hết toàn thế giới chứ không phải riêng nước này nước kia. Cho nên quý vị giờ nhìn thấy giống không, tự nhiên Nga đánh Ukraine còn đang lùng bùng ở bển, thì bây giờ sắp sửa Biển Đông dậy sóng, thì tất cả có phải là chìm một lượt không? Nó không phải riêng một nước này nước kia, mà tự nhiên giờ kéo nguyên NATO vô để mà binh Ukraine. Nghĩa là những gì Kiệt nói về cơ vận á, là trúng 95%. Chỉ còn chờ Phật Di Lặc xuất hiện nữa là xong, Đức Thầy xuất hiện. Đâu quý vị gắng chờ xem, thì cái màn này sắp sửa kết thúc. Cho nên hôm nay cái clip này Kiệt lên đây giao duyên quý vị là để chuẩn bị, để lo cho những ngày khó khăn sắp đến. Chứ Kiệt không có ý gì, không có mong ai buồn ai vui hay gì hết, cũng không có nói về chính trị. Kiệt phải, giờ này không phải là giờ giỡn chơi nữa mà là thiệt. Kiệt phải nói những lời thật, lời thiệt. Nước mình sẽ có chiến tranh và sẽ có nạn đói rách và cướp bóc.